Kính thưa quý vị, sau đây là một số tin nóng đáng chú ý. Và tôi đến từ tin nóng Cà phê 24 giờ. Nam Định thần tốc xét nghiệm hơn 90 người dân trong 24 giờ để dập ổ dịch mới. Phá đường dây mua bán trẻ em đưa vào ổ mại dâm. Bộ Công an mua bán phụ nữ trẻ em diễn biến rất phức tạp. Hà Nội, chợ Long Biên hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng phong tỏa. Trường đại học đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh cho phép sinh viên vào trường từ ngày 21 tháng 10. Đại biểu Quốc hội cần chất vấn đúng và trúng. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Nam Định thần tốc xét nghiệm hơn 90.000 người dân trong 24 giờ để dập ổ dịch mới. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định cho biết, đến 19 giờ ngày 19 tháng 10, toàn tỉnh này có thêm 3 trường hợp mắc COVID-19, trong đó tại ổ dịch huyện Ý Yên ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19, trú tại tổ dân phố số 6, thị trấn Lâm đều liên quan đến các ca bệnh dương tính tại thôn Đằng Động, xã Yên Hồng. Trường hợp còn lại ở xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, để nhanh chóng dập được ổ dịch được đánh giá là phức tạp, chưa tìm được nguồn lây. Nhiều F0 sinh sống trong cộng đồng tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã tổ chức khoanh vùng, cách ly thần tốc, truy vết trường hợp liên quan đến các ca bệnh COVID-19 để kiểm soát và dập dịch. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Sở Y tế và huyện Ý Yên trong ngày 19 tháng 10 phải thần tốc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho hơn 90.000 người dân tại 108 khu dân cư trên địa bàn thị trấn Lâm, các xã Yên Hồng, Yên Quang, Yên Tiến, Yên Bằng, Yên Ninh, Yên Dương, Yên Khánh, Yên Phong. Ông Khương Thành Vinh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Nam Định cho biết, lực lượng y tế sẽ làm xuyên đêm để hoàn thành việc lấy mẫu theo mốc thời gian dự kiến. Để đảm bảo tiến độ lấy mẫu, Sở Y tế tỉnh Nam Định đã huy động các lực lượng của Trung tâm Y tế huyện Ý Yên, các huyện lân cận và sinh viên có chuyên môn của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia lấy mẫu. Cũng trong ngày 19 tháng 10, ngành y tế đã tăng cường lực lượng để hỗ trợ huyện Ý Yên đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó ưu tiên tiêm cho người dân tại các xã, thị trấn có dịch. Về bệnh nhân mới mắc COVID-19 tại huyện Nghĩa Hưng, điều tra dịch tễ cho biết bệnh nhân này là nam giới 45 tuổi, từ thành phố Hồ Chí Minh về đội 3, xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ngày 15 tháng 10 và tự cách ly y tế tại nhà. Từ tối ngày 17 tháng 10, bệnh nhân có các triệu chứng ho, sốt, đau mỏi người nên sáng ngày 18 tháng 10 đã đến Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sáng ngày 19 tháng 10, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh CDC tỉnh Nam Định cho biết đã xác nhận người này mắc COVID-19. Hiện bệnh nhân đã được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng. Cơ quan chức năng của huyện Nghĩa Hưng đã phong tỏa khu vực đội 3, xã Nghĩa Thành là nơi bệnh nhân sinh sống, đồng thời khẩn trương truy vết người có liên quan. Phá đường dây mua bán trẻ em đưa vào ổ mại dâm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng Đình Huân, sinh năm 1995, trú tại tổ 6, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, và Lê Đức Long, sinh năm 2001, trú tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 25 tháng 8, Công an thành phố Lào Cai nhận được công văn của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Lào Cai gửi đến để trao đổi về việc vào 18 giờ cùng ngày. Tổng đài 111 của Cục Trẻ Em thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận được thông tin một trẻ vị thành niên là Nguyễn Thị N, sinh năm 2006, trú tại tỉnh Thanh Hóa, bị một đối tượng nam giới đưa từ tỉnh Vĩnh Phúc lên thành phố Lào Cai và ép bán vào một đường dây mua bán dâm trái phép do một số đối tượng nữ giới tên là Hồng, trú tại số nhà 026 đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai cầm đầu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai chỉ đạo đội cảnh sát hình sự Công an phường Cốc Lếu phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng tập trung lực lượng xác minh, điều tra và triệu tập các đối tượng có liên quan đến vụ việc. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1990, trú tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, và Hoàng Đình Huân trực tiếp thực hiện hành vi mua bán nạn nhân Nguyễn Thị N. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Hoàng Đình Huân và Nguyễn Thị Hồng khai nhận, ngày 19 tháng 8, hai đối tượng đã thống nhất và thực hiện giao dịch, thỏa thuận qua mạng xã hội, đồng thời chuyển khoản 12 triệu đồng cho Lê Đức Long để mua cháu Nguyễn Thị N với mục đích về làm gái bán dâm. Sau khi thực hiện xong việc mua bán dâm, Huân đưa cháu N về ở tại số nhà 032, đường Lê Văn Hưu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai để phục vụ cho hoạt động bán dâm cùng nhiều cô gái ở đây. Trong các ngày 21 và ngày 22 tháng 8, cháu N đã phải tiếp hai lần khách và Hồng đã thu toàn bộ số tiền bán dâm trên. Lợi dụng sơ hở vào ngày 25 tháng 8, nạn nhân đã bỏ trốn và được người dân giúp đỡ trình báo cơ quan chức năng.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Đức Long khai nhận ngày 19 tháng 8 từ Phú Thọ đến Vĩnh Phúc để đón cháu N, rồi đưa nạn nhân về Yên Bái chuyển giao cho nhóm của Huân và Hồng sau khi đã nhận đủ 12 triệu đồng. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra để công an thành phố Lào Cai đã ra lệnh bắt giữ người trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng là Hoàng Đình Huân và Lê Đức Long về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Đối tượng Nguyễn Thị Hồng hiện đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra đã cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra làm rõ. Bộ trưởng Công an, mua bán phụ nữ trẻ em diễn ra rất phức tạp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Tô Lâm đăng đàn trả lời chất vấn tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Chiều ngày 13 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các tỉnh thành phố lớn và khu công nghiệp, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, tội phạm kinh tế, tội phạm về chức vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy, công tác quản lý xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Báo cáo phục vụ phiên chất vấn, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, hoạt động của các băng ổ nhóm tội phạm hình sự có dấu hiệu phức tạp trở lại, có sự đan xen gắn kết chặt chẽ giữa các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường. Các băng nhóm tội phạm triệt để lợi dụng danh nghĩa của các doanh nghiệp để hoạt động phạm tội, nhất là liên quan đến lĩnh vực cho vay tài chính, hoạt động tín dụng đen, kéo theo tình trạng siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật diễn ra rất nhiều và phức tạp tại các địa phương trong cả nước. Bên cạnh đó, tội phạm sử dụng vũ khí và liệu chất nổ gây án cũng có chiều hướng gia tăng. Nhiều vụ sử dụng vũ khí nóng gây án nghiêm trọng, tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, chiếm 68,5%, riêng tội phạm trộm cắp chiếm đến khoảng 45%, hình thành nhiều băng nhóm, đường dây trộm cắp với thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tính lưu động cao nên việc đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Với nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết từ năm 2016 đến nay, trung bình một năm xảy ra gần 100 vụ giết người cướp tài sản, 1.000 vụ giết người do nguyên nhân tâm lý, xã hội. Đáng lưu ý còn xảy ra vụ giết người với hành vi gây án dã man, tàn bạo, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh đó xuất hiện ngày càng nhiều các vụ giết người, cố ý gây thương tích do đối tượng bị bệnh tâm thần hoặc bị ảo giác do sử dụng ma túy tổng hợp gây ra. Với tội phạm mua bán người, nhất là tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em diễn ra phức tạp, trên 90% số vụ mua bán người ra nước ngoài, trong đó 70% là mua bán sang Trung Quốc, tội phạm hiếp dâm vẫn xảy ra nhiều, nhất là các vụ hiếp dâm trẻ em, gây hậu quả nghiêm trọng, trung bình một năm xảy ra 730 vụ, trong đó có 430 vụ hiếp dâm trẻ em. Bộ trưởng cho biết, công tác trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt hơn, tỷ lệ điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được kiểm tra rõ, đều được điều tra rõ, tội phạm hình sự đã kiềm chế được sự gia tăng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tô Lâm nhận định, công tác tấn công trấn áp tội phạm của các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa đủ mạnh và con người còn nhiều bất cập, bố trí lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm có một số điểm chưa hợp lý, nhất là các trường hợp lực lượng trực tiếp chiến đấu ở các địa bàn cơ sở được tăng cường đủ mạnh, trình độ năng lực của một số bộ phận chiến sĩ chưa đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu, hiệu quả chưa cao, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật còn nhiều bất cập, kỷ cương pháp luật còn chưa nghiêm. Hà Nội chợ Long Biên hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng phong tỏa. Theo quyết định số 1397 của Ủy ban Nhân dân phường Phúc Xá, phường quyết định kết thúc thực hiện biện pháp phong tỏa, cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với chợ Long Biên kể từ 0 giờ ngày 21 tháng 10. Ban quản lý chợ Long Biên có trách nhiệm tổ chức và kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong phạm vi chợ Long Biên theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình chấp thuận, có biện pháp ngăn chặn, xử lý khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự và dịch bệnh COVID-19. Các chủ hộ kinh doanh, người lao động tại chợ Long Biên đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và không tiếp xúc gần với những người khác. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm PCR hàng tuần, khi có các biểu hiện ho, sốt, khó thở, các triệu chứng bệnh lý khác thì cần báo cho các ban quản lý chợ để phối hợp với y tế phường, kịp thời phòng chống dịch. Riêng đối với các lái xe, phụ xe ô tô chở hàng vào chợ phải tuân thủ theo các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải. Người dân vào chợ mua hàng phải thực hiện quét mã QR để kiểm soát tại cổng chợ. Tại từng thời gian, hàng cũng được bố trí mã QR, thiết lập vách ngăn chắn giọt bắn. Sau khi thực hiện mở cửa giai đoạn 1, trên cơ sở đánh giá hoạt động, Ban Quản lý chợ sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tiếp tục cho phép kinh doanh hoạt động với các mặt hàng hoa quả, mặt hàng không thiết yếu từng bước theo hai giai đoạn còn lại.
Trường đại học đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh cho phép sinh viên vào trường từ ngày 21 tháng 10. Chiều ngày 20 tháng 10, Phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông báo về việc đón sinh viên quay trở lại trường học tập. Theo đó, từ ngày 21 tháng 10, trường sẽ mở lại để đón học sinh sinh viên vào học tại thư viện. Các bạn sinh viên đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 sẽ được phép vào trong trường. Sinh viên vào trường phải thực hiện 5K và yêu cầu quét mã QR ngay cổng trường để khai báo. Đại diện Phòng Công tác Sinh viên trường cho biết, thư viện sẽ không mở máy lạnh, mỗi khu vực ngồi của sinh viên đã có vách ngăn nên cũng hạn chế tiếp xúc gần. Như vậy, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là trường đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh cho phép sinh viên quay trở lại trường học kể từ khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc tạm ngừng cho sinh viên đến trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi đợt dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu tháng 5. Đại biểu Quốc hội cần chất vấn đúng và trúng. Sáng ngày 20 tháng 10, phát biểu khai mạc tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp được diễn ra sau khi hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thành công tốt đẹp, phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, sự đồng lòng và cuộc tích cực của các hệ thống chính trị, một số các chỉ tiêu kinh tế xã hội tuy không đạt so với kết quả đề ra, nhưng kinh tế vĩ mô vẫn duy trì ổn định, nông nghiệp tăng trưởng khá vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế và ổn định xã hội, an sinh phúc lợi xã hội được chú trọng. Quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tại phiên họp chủ trì, các đại biểu Quốc hội đã thống nhất rất cao thông qua nội dung, thời gian chương trình và các phương thức tiến hành kỳ họp theo tinh thần tiếp tục đổi mới và sáng tạo, vừa tận dụng, tiết kiệm tối đa thời gian, vừa đảm bảo nâng cấp, chất lượng của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước. Theo chương trình đã thông qua, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 5 dự án luật, nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù của phát triển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, thành phố Hải Phòng và xem xét ban hành nghị quyết chung kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tham gia đầy đủ các phiên họp để nghiên cứu kỹ lưỡng, phản ánh khách quan, thảo luận sôi nổi, hiến kế và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, chất vấn đúng đắn và trúng các vấn đề trọng tâm, thời sự mà cử tri cả nước quan tâm và biểu quyết, quyết định các vấn đề rất quan trọng thuộc nội dung chương trình kỳ họp đã được Quốc hội thông qua, góp phần làm nên thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong chờ của nhân dân và cử tri cả nước.